Giữa hai bộ sao Tang Môn và Hóa Kỵ thì bộ sao nào xấu hơn? Theo quan điểm của mình thì bộ sao Tang Môn nó sẽ mang nhiều cái ý nghĩa xấu hơn và bộ sao này rất là khó sử dụng. Hầu như là trong cái sách vở của chúng ta lại cổ nhân xưa để lại cũng không có những cái cách cục nào nói về cái tính tốt của Tang Môn cả. Mà cái tổ hợp của Hóa Kỵ đấy, mặc dù nó mang rất nhiều cái ý nghĩa xấu, rất nhiều nhược điểm, thế nhưng mà nó vẫn tồn tại những cái ưu điểm. Hóa Kỵ vốn thuộc cái tổ hợp của tứ hóa, bốn bộ sao hóa thì nó sẽ có bốn cái tác dụng khác nhau. Nếu như hóa lộc nó thể hiện cho duyên, khả năng về giao tiếp, kết nối, thì hóa quyền nó thể hiện cho quyền lực, khả năng điều hành. Còn hóa khoa nó thể hiện cho kiến thức, khả năng về chuyên môn. Thì hóa kỵ là bộ sao phía cuối của chu trình, nó thể hiện cho cái khả năng về giám sát, quản trị, quản lý. Nếu như chúng ta muốn chốt hạ, chúng ta cần có tổ hợp của hóa kỵ. Nếu như chúng ta muốn tìm hiểu rõ ràng một vấn đề nào đó, chúng ta cũng cần có hóa kỵ. Hóa kỵ mang cái tính là cần mẫn, chịu khó, mang tính là tỉ mỉ, đấy, cái tính cầu toàn. Người ta khi mà làm cái việc gì đó, người ta xu hướng là người ta sẽ làm nó đến cùng. Và hóa kỵ nó cũng thể hiện cho cái sự ganh đua, ghen ghét. Và có phần là cái sự ganh đua nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển nhanh hơn. Thế nên là hóa kỵ ở đây nó mang nhiều cái tính chất mà chúng ta có thể sử dụng được hơn. Và đặc biệt hóa kỵ nó sẽ có mặt trong cái cách cục của những cái người làm về chuyên môn, kỹ thuật, làm về khoa học, làm về công nghệ, làm về những cái chi tiết rất là nhỏ, tỉ mỉ, cần mẫn.